Sắp hết tháng rồi, tiền tôi đâu? Bắt đầu video bữa nay là ngày 19 tháng 7 2020, giờ lúc 14 giờ chiều Tân Nguyên TV xuất phát nha. Nay gồm có là dao này thì sẽ mắc hơn dao 10 cây nha. Nó rơi giờ là 4 cây 250 nha. Thế là 4 cây 250 nhưng mà dòng dao nó tốt hơn. Cũng như là lựa cái dòng dao 550 600 của dòng dao lớn gì đó, nó sẽ có nhiều cấp độ dao gì đó nha. Và đặc biệt mình có hai cái, một cái đầu ghiều này nè. Bữa đó thì nói chung ra thì nhiều người hỏi lắm, mà do nó gói không kỹ đi mẻ nè, gói mà không chịu bảo vệ mút nè, đi về chuyến này nó mẻ nè. Lúc mình gửi đi là nó không mẻ nha, mà do là bên mình gói cũng chưa có kỹ nữa, mà chuyển đi chuyển về đi nó đường xa. Không, cái này chưa có nhận luôn mà. Là do chuyển đường xa nó mẻ hết gốc mà nè, nhìn là biết mà mới mẻ luôn, tại lúc bữa mình bán là không có mẻ nha, cái này còn rất là mới. Đây là có chữ đốc này nha. Và một cái diều này ở trong hàng đồ nghề của mình nữa nè. Mà cũng hình như chuyển đi chuyển về nó có dấu đóng thôi nè. Cái này thì giờ làm cắn búa lại nha. Nó được cái cắn búa thì được, nhưng mà cái cây búa thì nó đẹp lắm. Cái cây thì nó đẹp, giờ làm lại. Mình có bán cái nào mà nó làm lại. Và một số là nồi inox và chảo Pháp Nhật nha. Bắt đầu cái từ số 1 mình sẽ lên dao 4 cây 250 nha. Mình sẽ lựa 4 cây ngẫu nhiên 250 nha. Dòng dao này sẽ mắc hơn dòng dao kia tới 10 cây là do nó là mình cục tiễn những cái dao đẹp này ra. Người ta cũng tiễn ra, người ta bán mình cái giá khác. Từ khi những còn dòng dao còn lại người ta sẽ bán giá rẻ hơn nên mình sẽ bán rẻ hơn vậy thôi. Nên nhiều người, nhưng mà dòng dao này nó sẽ là dòng dao như vậy, nhưng dòng dao nó sẽ cao cấp hơn nha. Có thể là đứt cai và lớp thép hoặc là nói chung là nguyên khối trên kia đó, nói chung dòng dao rất là đẹp. Có cái đề ba nè. Cây này rơi vào đề ba mới ghê chứ. Ừ, đề ba cưng ghê trời. Cái này là cái đề ba cắn rổ đẹp nè. Không, đề ba là ta đi rừng á. Cái này cái đề ba ta đi rừng nè. Bây giờ 4 cây này nha. 250 nha, có cái kiếm nha nè. Cái kiếm này là đẹp nè. Rồi nó sẽ là 250 cho một nha. Thường thường những dầu dao này chỉ hơn một gang tay của mình thôi nha. Đây có một cái đề ba này cứng nè. Bây giờ số 1 250 nha. Nó nhỏ nhưng nó cũng có vỏ lắm á. Nó dòng dao cũng cay đứt nhật ba lớp thép bình thường nha, chứ không phải này nhỏ nó cũng giá trị. Thêm cây đề ba nè, cây này cũng dữ dằn lắm nè. Một chấu nè. Mình sẽ gắn một cái kiếm vô nha. Cây cay nè. Để ra chim một cái kiếm vô. Đây là cây cao tiếp theo số 2 nha. 4 cây 250 nha. Nói chung là dao tiễn thì nó sẽ hoàn mỹ hơn, nó sẽ đẹp hơn. 10 cây cũng phải là xấu, nhưng mà dạng nó dài dao thường hơn nhiều. Hình như dòng dao gọt cái cây bình thường nhiều, còn dòng dao này thì nó thuộc dạng qua dòng dao như là cây đứt nhật ba lớp thép á, nhưng dòng dao nói chung là cũng có tiếng một chút nha. Cái cây này sao nó cong kéo lên vậy, cây này cũng đứt nè. Cây này cũng đứt mà sao nó cong kéo lên vậy, cái búa gõ rồi. Đổ chuông cho mình quay phim. Cây này cũng đứt nha, mà nó bị cong quéo lên nè. Giờ sửa lại. Kiếm quay kiếm. Đây một cây này đẹp lắm nè, cây này chống dính lỗ nè. Gia bàn. Một xíu không gia bàn mới ghê. Đây là 4 cây tiếp theo nha. Dao này là ít bị lỗi lắm nha, dòng dao bên đó ít lỗi lắm. Cây này mình mài thử rồi. Một bên là mài, một bên là vuốt cho nó bóng. Người đẹp trai phong độ của nhà giàu liền bén má ơi luôn. Nó sẽ là 4 cây nha, 250. Có cây đứt này nó bị hơi quéo quéo vậy, mình sẽ kiếm một cây hỗ trợ cho nha. Mình hỗ trợ vô thôi chứ thật chắc là do cái đứt này quéo quéo nè, mình hỗ trợ cho một cây nhỏ vô. Đi đi, 6 em. Ông chứ, cái gì? Sư phụ. Hãy kêu sư phụ. Đây mình hỗ trợ một cây đứt nha, cây này cũng là dòng đứt này nha.
biết không ta, đọc có sạch bên này không? 36. Rồi, 5 cây luôn. Tại vì cây đất này nó không quay queo, rồi mình tặng thêm cây này nữa nha. Giờ 5 cây nha, số 3. Hốt nhanh lên coi, thời gian không cho phép lâu đâu. Cây này cũng đẹp nè. Ăn cái lá thương hiệu rồi, ru, ru, ren gì đó. Trồng nó nữa ở trên rồi. Đây là một cây đứt rồi nha, cây đứt rồi nè. Cây đứt rồi nè, cây này cây cay đứt ta. Cây này cây gì đã lắm nè. Rồi cái vỏ đó tôi mới đem về đó rồi. Bỏ vô cái vỏ đó. Số 4 nha, 250 nha, 250 nha, chứ khoảng 200 nha, 4 cây 250 nha. Cái dao này có giá trị lắm. Vô cho nó khỏi văng tùm lum. Tiếp theo. Da này cắn gỗ nha. Hôm qua hả? À, hôm qua bán ế mà. Hôm qua bán thêm buổi sáng. Hôm qua là ế đỡ ít. Da này để mình mài cái xem. Mình chuyển mài hoài lên. Bé chết luôn. Rồi 4 cây nha, 4 cây 250, số 5. Tiếp theo số 6. Cây này giá 3 nè. Cây này khá dài nha, ở ngàn rưỡi mình luôn. Đây một cây cắn rổ nè. Cắn rổ này là dòng dao cũng tốt lắm nè. Nãy mình có mài chưa ta, hình như mài rồi á. Cây này tốt lắm nè. Cho ba nè. Đam mê. Ông nói là cay nha, cây này cay nha. Mua mà cũng mua. Vài bữa nó kìa, con thu nó đồn con cắn mà sao nó nghe điện cho. Cắn là nghề nhé. Sao lấy điện thoại tôi ra coi. Tiêm mọc cái dao nữa, cái dao có kiếm nha. Đây nó sẽ là 4 cây 250 nha, nó không giống như cái dao 10 cây nha. Dao 10 cây là khác nha, mẫu này mình quay chậm chậm lên cho em biết rồi đó nha. Nó sẽ là 250, số 7. Tiếp theo số 8, cây. Chị Hà đó. Tại vì cốt mà. Cay mà nha. Cũng bạn nhau á. Cây này dữ dằn lắm nè. Cây này cây dữ dằn đảo nè. Da này giống như cưa gì. Da ban luôn nha. Da này ra nguyên bản là đẹp quá. Số 8 hay trên gửi. Đẹp quá bà hồi thật á. Da bóng người à. Đẹp nhai phong độ. Có như dạo da này cưng quá nè. Da ba da nào nó cũng dữ dằn chứ, cái da nào nó cũng dữ dằn đẹp quá à. Nói chung mấy dao này là dao bên hàng tiện mình mua cũng không mắc đâu ấy, mình lộn, mình mua rẻ hơn ấy lộn. Mình mua mắc hơn gấp mấy lần luôn á, mình bán vậy nè. Ôi tại vì mình đâu có người ta lựa tiện cho mình bán. Lỗ luôn chứ. Dao lỗ chống dính da ba luôn nha. Những dao này sắc sảo lắm nha. Da này dữ dằn lắm nè bạn. Da này đẹp nè. Kiếm. Dạ. Cái kiếm này chỉ mình hỗ trợ thôi, chứ mình mua cũng mấy chục ngàn cây đó. Nhưng mình tạm mình hỗ trợ vô cho 4 cây thôi. Bán họ còn 3 cây này nha. Số 10. Màu đỏ, 4 cây da 4 màu. Chung mình cũng căng cho nó đều dao à.
này là nhỏ nhỏ mà có gì? Cam. Ôi, cái này mày chưa bét gì kìa. Chưa, nó nguyên cả bản gì. Cái cây á. Bữa bạn thấy đơn. Bữa nay cho nó nhảy lên đi. Này cháu nha, cháu đóng ba cháu nha. Nhiều nhiều vui. Nó ngồi để nám tôi, nó cứ tôi phim. Chút 3 giờ vô thêm nha. Nó sẽ là 4 cây nha, cây dao này còn cháu đồng nó cháu không cháu đóng nè. Hai cây này là cho nói chung là cũng tương đương là như nhau á. Chữ thì khác nhau nha nhưng mà cái mẫu mã nó giống nhau á. Cặp này cũng đẹp là vậy ha. Cái một này nó cũ cũ nhưng mà nó thực phẩm là nó bén luôn nha. Qua lớp thép rồi nó đi ai vô cay nè. Ôi cái vô cay không phải nó bị cùng đâu nha, cái kiểu nó vậy nha. Cái này cay nè, cay nha. Dao này dòng đứt cái gì kìa, cái dao này đứt này nha. Mình thấy vậy chứ không phải vậy đâu, nó dao ra đứt không đó. Giờ chuẩn bị chuyển qua cái dao, chuyển hệ qua dao bơ bơ 3 cây rồi. Mình bán rồi chứ còn 3 cây nữa. Xinh quá. Đây là đứt nha, cái này cái đứt nha. Đừng thấy nó nhỏ chứ đây là cây nha, cái đứt cái cây nha. Còn một cây cám rổ rồi cháu đồng nè. Đó, nhỏ nhỏ mà cháu đồng nó rơi chứ. Này ỷ y hả, 75 đơn ỷ y với 75 đơn ỷ y hả, sai lầm đó em. Đứt nha, cái này đứt nha. Nó đang nghiên cứu trời, đang nghiên cứu trời. Mấy cái này xuất xứ từ này đó. Hình như bên này bé, bên này chạy cho nó móng gì đó. Rồi, bóng mướt luôn, bén ngớt luôn. Bén ghê lắm Hiệp. Đây một cây dao Nhật cắn rổ nè, cắn rổ ba cháu nè. Dao cay nha. Đây, dao số 14. 250 4 cây nha, để mình tính ra mình bán đúng cho ta. 78 đúng rồi, làm cái nè. Nè, sợ bán hồi cái mình cũng vui lắm. Đây một cây này đẹp lắm nha, da ban đàng hoàng nha, cắn rổ ba cháu đàng hoàng nha, cái này bự lắm nha. Bự cái nhỏ nhỏ mới xứng. Đây là cái gì nguyên khói này đã lắm nè. MFE. Ờ giá đẹp quá. Chất lượng con mà 7 luôn. Một ký không ra má ơi. Ý sao kỳ ta. Ý. Chết rồi. Nó nguyên con đó nhưng mà tại cái nắp nó gít á. Trời 4 ngày đẹp quá vậy. 4 đẹp quá vậy. 4.15 nha, 250. Này con nó nguyên con nó mới đích nha. À nè. Cái cây này nha. Cái dao đầu mà đẹp quá trời đẹp luôn. Cái này nó gãy mũi rồi. Cái này là hiệu con gì, con ngựa nè. Tính gì? Mình mời. 250. Đây nè, đó, bây giờ mũi bén luôn, ghê chứ. Này còn 20, chắc 10 là 30.
Rồi cho nó bén má má. Mấy chùm cây đó đẹp. Thấy chưa, bây giờ là mình mài mắt cái mũi luôn vẫn được đó, nhưng mình mài tới đây thôi nha. Cái này là cây dao hiệu con ngựa, mình dao cay, một cái dao này rất đẹp. Rồi cái dao 3 chữ nhật, 4 chữ nhật nha. Tại 4 cái này là cái này nó gãy mũi nè, nên mình sẽ hỗ trợ cái này thêm nha. Thay vì là hỗ trợ một cái kiếm vô mà không hỗ trợ, mình hỗ trợ cái này vô nha. Nhưng mà mình mài gần như là muốn mòn cái mũi nè, nãy mình mài chút xíu nữa là nó sẽ bằng luôn nha, nó sẽ nhọn mũi đây nha. Mình mài tới đây thôi. Cuốn cây nhiều quá. Cai nha, một cái cai với một cây đẹp nè. Cái này dòng dao chống dính là của Nhật đẹp nha. Cho một cái kiếm vô coi. Này vô một cái kiếm nè. 30 đơn mà tính múa lửa rồi bà hỉ. Bài đấy. Mưa hết trời. Mưa hết trời. Đây là cái dao 4 cái dao này nha. Số 17. Dao đầu tiên. Cái này là ai mài sẵn thì mình đẹp cái gì? Hằng của Don nha. Nhật cách nha. Cái dao chữ đẹp nè. Cai trời, cái này cái cai mới ghê chứ. Cai. Nói đi. Nói được. Ừ. Ủa da. Muốn ngồi mà ngồi hấp quá tôi chồm cũng mệt. Không có thế. Đây. Tìm cái dao rút kiếm nữa mới được. Trời ơi, có cây đây sasami nữa này, chạy đâu ra xuất hiện đây trời. Sasami để mình múa lửa. Đây một cái kiếm nha. Là 4 cây của số 18. Chuẩn bị hết 4 cây rồi đó nha. Hết 4 cây là qua 3 cây đó nha. Đây một cây. Đây cây cây nè, cây sasami á. Cây cây nè. Và chia không đều cái đất này nha. Mà chi không đều là chúng đánh muốn chết. Nó sẽ là số 19 nha. Đây là số 19 nè. Gồm 4 cây nha. Cái này cái đứt nha. Cái mình mài cái đứt, cái đứt hơi cái vấn đề à. Ok, number one, đẹp trai con độ người da. Quá, ê, dán chưa? Dán, ai gọi giao hàng đó. Hay bà đi dán, bà thủy ơi, đừng đợi nó bà thủy ơi. Nãy là nó hơi bị sần sần đó, mình vuốt một cái mất tiêu cái sần luôn nè. Nói chung bây giờ là bao bén nha. Đó, bén ngót luôn, số 19 nha. Đây mình đang mài nó là cái đứt đó, nãy nó hơi sừ sừ đó, mình mài cho hết sừ luôn. Tiếp theo là số 20 nha. Trong dính nè, vừa nhật nè. Mình kiếm, rút ra ra. Mình rút ra làm gì? Nè, nó xước xước nè, mình mài cho hết xước luôn. Cũng tiện lắm á, nó bị xước xước á, mài cái hết xước đi. Rồi ok, nó mà qua đây hết xước luôn. Cái gì mà trang ôi nó rồi chú cha. Mình sẽ lựa lại ba cây dao số 20 nha. Mình đang quay cái em đem điện thoại ra, cái mình bỏ trước đây là mình quên rồi, mình chỉ nhớ được cây này nè. Này già đúng không? Với một cây kiếm nè. Đây già đúng rồi. Đúng luôn cây kiếm nó ngoài này đúng không? Đây là ba cây. Cây tiếp theo là số cây thứ tư nha. Đây cây vuông. Thương hiệu đâu rồi? Đóng cháu đồng luôn nha, cắn rổ đóng cháu đồng luôn nha, nhỏ như cái vỏ đây mình nha. Này. Mình kiểm tra nó xước xước một bài mình mài luôn kìa. Rồi đây là dao số 20. Cái dao này là hai dòng chữ nhật đẹp nè. Cháu đóng hết nha, số 20. Tiếp theo là mày
có một cây nữa nó bị gì rồi mình đang bắt tiêu thôi. Một cây này nha, chứ một cây này dòng cay nè. Này là hàng gì biết là 35. Cây kiếm. Không trước. Một cây mũ. Cay này nha, cây này cay này nha. Cây cá không bị mũ lử nhỏ. Tiếp theo số 22 nha. Đây là cái gì trời? Cây lóc lê, lóc cá. Cây lê gì đó, cây này sẵn đã tay lắm mà nó ốm nhôm nhất nè. Không cái tay cầm nhĩ nó làm được. Lựa một hồi là hết dao. Hết dao này luôn rồi. Cây này cũng đã lắm nè. Cúc kiếm ra đâu? Kiếm cái kiếm cho tôi coi hết rồi. Hết cúc kiếm rồi. Mình sẽ lên bốn cái dao này luôn hả? Ừ. Dao đó dao nhìn tôi bán. Bốn cây hay sáu nha, ca này sáu là chuẩn bị hết bốn cây đó nha, hết bốn cây là qua ba cây nha anh chị em. Cây này đừng chơi chơi với đứt cho bà, mấy cây này đứt không nè, hai cây điểm mặt nhau vậy, bạn của nhau hả? Rồi mình lết cây này luôn, vậy giao gì đây? Đây dầm nhân nhật, đây là bốn cây này nha, bốn cây này nè, chuẩn bị hết bốn cây nha, mình lựa một hồi là chuẩn bị hết bốn cây rồi sang ba cây nha. Tại vì ba cây là 200 mấy rồi, dòng dao bên đây là 200 mấy rồi, mình hỗ trợ cho cây 22. Mình phải kéo ra cây này có kiếm nè, dành cho bao bi cái gì á. Nhưng mà nó cũng bén mà nó rầm cương nha. Dao này vòng vòng là dao đứt không này nha. Đây, sao nó còn cái kiếm. Cái kiếm này gắn vô nó hỗ trợ cho nó. Mình sẽ mài cái dao này lại, cái dao này nó hơi bị da lỗ lỗ rồi. Nước không biết nha. No quá no rồi, đút hết nổi rồi. Để cho uống vô có miếng nước nha. Căng nát mòn mòn nó gì ra. Nó dính dướng nè, cái dao này giống như là nó bị cái gì vậy? Nó cũng ướt. Khi này nó cũng ướt giống như mấy cái dao kia. Nóng hổi luôn, mày nóng hổi luôn. Nó vẫn còn răng răng nhưng mà nó bé lắm nè trời. Nó cũng còn giống như trời trời ai giật văng lên nó thì trời. Nhà đó đó. Nhà nào nữa? Cái nhà tường bé. Cái này. Nhà đó là chuyên gia. Bên tính cúc kiếm. Ở gần nhà bên kia đúng rồi đó, nó sẽ là số 23 nha. Ăn mài. Ai mà ở gần nhà giặt giống ăn mài luôn đó. Cái da này là ba lớp thép rồi nha. Cây này là cây ba lớp thép nha. Cắn ngủ nhưng mà ba lớp thép nha. Ba lớp thép này mài nên cũng thiết được bén ghê lắm. Cái ba lớp thép này mài rất bén ác chiến lắm. Rồi lục một hồi hết 400 mình ý hết ba cây bốn cây nữa nha.
Đây mình sẽ lựa cây, cây này là ba lớp thép nè, cây này thì bình thường nha. Cái này cái đứt nè. Rồi bốn cây nó khác. Rồi, nó sẽ là bốn cây nha. Thích âm thanh ánh sáng sao? Kiểu cho đỡ buồn tại thích âm âm thanh và ánh sáng sao? Bên mình không âm thanh, mình có ánh sáng nè. Cái này cái gì ngộ lắm nè. Thấy chị em, thấy tụi mẹ, tôi viết đơn xuống lại bên quán ba. Giờ kỳ lạ cho mình. Anh ta nắm sát lên trước rồi. Cái cách này đó. Cái cách này đó vậy. Đam mê dao mà dao. Bén má ơi luôn. Bén khủng bố luôn, không phải bén bình thường. Đây là tiếp theo. Bây giờ kỳ lạ. Chuẩn bị mình xào hết ba bốn cây đó nha, mình ăn tiễn ra hết bốn cây là mình ăn ba cây nha. Bây giờ còn bốn cây, những cái cây hỗ trợ bốn cây là mình cũng sang cho nó cân bằng hết nha. Bây giờ đứt nè, giờ đứt này nha, giờ đứt mà còn cám rổ với giá trị nó rất là cao. Bây giờ này dao chống dính màu vàng cũng đẹp nè, mình không có mài, nó mài sẵn. Cái này đi xước nè. Mình biết mài luôn rồi đó. Lúc nãy mà không biết, giờ mình biết rồi đó nha. Mài mắt cái xíu. Anh lưới của con. À, sắp anh lưới rồi. Có lưới của chị ơi. Ừ, biết rồi, để đi. Dễ bánh nước của ai? Ba bé này, con bé này. Má nhận nó có muốn cái á luôn đó. Đây là bốn cây nha. Số 16. Đâu rồi, viết rồi, cho bà viết. Nước để cho bà Trang. À, cho một ca trà đá cho tôi thủy ơi. Hết miếng đá rồi. Trời trời gì đâu mà không còn xíu quách chỉ chơi nghe. Dễ không còn ra xíu chơi kìa. Số 27 nha, bây giờ số 27. Cây này bị xước rồi. Không biết sao nó bị xước rồi. Cây một cái này thật là to. Mình ướp á hả? Mới lớn mà, ăn bằng mấy trăm ngàn mà không được. Mới bự mà. Ok, bao bé thì chỉ mài thôi, còn muốn về mài chưa mài thì chỉ mài hỗ trợ thôi. Hết xước giật tâm bông ở dưới rồi. Đây là ba cây nha, mình sẽ tiến về một cây nữa, tại cái này cũng chưa có hoàn hảo lắm. Giật rồi, giật giật dần 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 đi. Ừ, nó ăn cái gì đâu. Đây nó nghĩ lấy bánh nước cho nó.
gốc mà làm nước dai, người ta ăn mấy bà già ăn mấy nhai nước nổi. Lúc chồng mất cổ rồi kiếm mà đừng nó sao làm già nha. Mấy nước ở nhà bà á, nó không có dai. Thôi đẹp ghê. Bây giờ là vô ba cây em gửi nha. Mình cũng ba cây này mình cũng 200 ngoài đó. Mấy cây kia là mình hỗ trợ cho nó hoàn thành thôi. Đó, mấy cây dâu này là vô giữ rồi nha. Mình sẽ vô ba cây nha, 2 em gửi nha. Đây là cắn từ mũi dao cũng cắn dao luôn nha, ba cháu nha. Còn một cái dao cháu đồng này nha, của hàng ta tết gì đó. Còn một cái dao chống lỗ này đẹp nè. Đây là ba cây nha, còn ba cây nha. Thật sự là ba cây thì bốn cây thì nó sẽ có rồi. Đây là 250 số 28 nha. Ba cây. Đây là một cây cay nè. Cây cay nha, cây này cay nha. Ba cây nó sẽ đẹp hơn nha. Đây là cây MHK 2 hàng 200 nha. Cây dao này dao đẹp nha. Dao đẹp lắm nhưng mà nó hơi nứt ở đây xíu nha. Nhưng mà đẹp lắm. Số 30. Lấy đầu đỏ. Đây là số 30. Ba cây này khác hơn 3-4 cây nha. Đây mình lựa hồi còn 3 cây nè. Cái dao này là một cây dao Đức nha, một cây dao Nhật nè, của hàng Horo Diaco gì đó. Đây là cây dao cán gỗ nè, nó sẽ là hai gỗ một mũ nhưng mà cây dao chính giữa dao Đức nha. Dao Đức chính giữa nha. Bây giờ ba cây. Ba cây này có thể mua tới 220 nha. Mình mua vô á. Đây tiếp theo, ba cây là mình hỗ trợ thôi. Mình chia phần những cây nào nó hoàn mỹ á mình để vô luôn. Cho nó hoàn mỹ rồi chứ mình những cây này là cây giữ giữ mình. Đẹp nè. Cây này sắc sảo lắm nha. Tiếp theo dâu này rất đẹp nè. Rồi dâu cắn mũ nha. Dao cán rổ tiếp theo. Bye bye. Một dao cán rổ cháu đồng hai cháu nè. Rồi cái dao thì con ngựa nha, thì con ngựa nè. Rồi một cái dao cháu, đây là dao Đức nha. Cây này cây Đức nha, cây Đức ba cháu nè. Rồi còn cán rổ nha. Năm bước. Tiếp theo. Thông cảm mình hay lau nha, tại vì dao á thì nó cũng không có mắc gì đâu, nhưng mà mình cũng phải soi cho nó kỹ nha. Thì mua nó sẽ tốt hơn. Đây là ba cây dao của số này. Dao dao Đức nha, một cây dao Nhật nè, rất đẹp. Thứ hai mình 35. Mình chắc lên 7 mấy đơn nữa rồi. Tình trạng sức khỏe lên 7 mấy đơn. Rồi. Một cái khâu đẹp nè. Xung xung đai gì đó. Một cái dao này nè, một cái dao Đức này nè. Dao Nhật này đẹp nè. Cái đất trên. Đây cái đất này nha, mình đã lấy cái đất kia nha. Cái ba cây cuối cùng, số 36. Mình sẽ bay qua nồi nha. Mình sẽ bay qua nồi. Rồi mình sẽ tiếp theo là 37 nồi nha, 36 cuối cùng. Có cây đất nha, một cây nhật khâu nha, một cây nhật dài. Mình sẽ đấu giá hai cây rìu nha, hai cây rìu này nãy giờ chắc mình cũng quên nói rồi nhưng mình sẽ nói nha. Cặp
điều này mình sẽ bán là 900 ngàn. Ai nè, đây là do trung chuyển tới lui bị gãy hết mỏ nha, bị gãy hết cái đầu nè, là do cái người mình gửi đi rồi mình không bảo vệ á, mà là mình không bảo vệ kỹ, mà do đi đi về về người ta liền á, là đồ ghiều rất nặng, cái cặp ghiều, cái ghiều này không á là nó gần 1 kg nha, cái đầu ghiều không á là 1 kg nha, 1 kg. Bây giờ mình sẽ bán coi như là hàng, là hàng mềm đó, mình nói thẳng luôn, đây là có chữ, có chữ nha, cặp này là 900, ai mua là chuyển khoản mình bao ship nha. Cặp ghiều này số 37 nha, 900 nha, ai mua chuyển khoản bao ship nha, về làm cho mình nha, ghiều đó 900 chuyển khoản bao ship nha, 900 nha, cặp ghiều này 900 nha, đường kính con ghiều này á khoảng 12 phân nha, độ dày của nó là trên mặt này nó tới khoảng gần 2 phân nha. Nói chung ghiều này là gần 1 kg nha, mình bán là mình coi như là bán hàng mềm đó, rồi do nguyên nhân nữa nè, đây là mới gãy nè, là do trời trung chuyển tới lui nè, không nhận hàng nè, rồi nó bị gãy nha. Anh chị em nào muốn mua thì chuyển khoản cho mình bao ship hả? Di chuyển hả? Ừ. Hai tới 38 nồi nha, tới nồi chảo quánh chứ tiên sao chảo này chắc không này cũng phải được rồi. Tiếp theo là nồi nha, nồi này là cái nồi dùng từ không, nếu mình hấp từ coi cũng dày dặn lắm nha, dùng từ nha, dùng từ nha, con này dùng từ nha, mình sẽ kéo cái chân lên nè, nó không đủ hết, không đủ lực. Ừ, nhưng mà nó cũng vẫn nhưng mà nó không đủ lực, chưa hết trơn làm gì mà ghê vậy. Để nó đây sợ hết tao quay phim nữa làm ghê vậy. Cái nồi này á là hấp từ nha, dùng từ được nha, đường kính con này khoảng 21, cao 14-15 phân nha. Con này 250 nha, số 38, 250 nha. Rồi xong rồi. Con này 250 nha, số 38. Đây là 250 nha. Con này là đường kính 21, cao 14 phân nha, dùng từ được nha. Tiếp theo bà liền quánh cho tôi đây, quánh trong đó không. Tiếp theo con này hơi nặng nha, con này 900 g, nồi cũng khá dày nha, dùng từ được nha. Đây là dùng từ, dùng từ được nha, con này dùng từ được, quánh này cũng đẹp nha, bên trong là lộng lẫy, con là 7 luôn. Đây là đường kính là khoảng 19 phân, cao nó khoảng 9 phân nha. Con này cũng 250 luôn. Mỗi dòng mình bán khác nhau nha. Quánh này dùng cái quánh này tôi bán đi trời. Thử giết mà dằn khè luôn. Cái quánh này cưng lắm nha, không biết dùng từ không nha. Rồi không dùng từ, đánh trôi xuống. Cái con là con dùng từ nha, nhỏ xíu là siêu à. Em bé bằng bông. Cái con là đường kính là khoảng 17 phân rưỡi, ca nó khoảng 8 phân nha, 8-9 phân, không dùng từ nha. Con này là 200 ngàn, số 40. Quánh này cưng lắm nha, không dùng từ dùng lửa được nha, hâm đồ cho bé được nha. À, đẹp ơi, nồi ni quan chảo gì liền không? Không tay không chân đâu đây vậy trời. Sao nồi không tay không chân đâu đây vậy? Nồi không tay nha, dùng những từ nha. Nồi không tay dùng những từ nha, con này là inox rất đẹp nha, có hương hiệu thì luôn này rất đẹp nha. Nó rất dày dặn nha, con này là nó sẽ có tất cả dùng bếp lửa từ luôn nha. Bếp lửa từ điện luôn nha, nó sẽ có rất nhiều những chức năng đó. Cân nặng 1.3 kg nha. Con này cân nặng 1.3 kg, 21, cao là 12 phân, không tay không chân nha. Con này nhưng mà đẹp lắm nha, con này khá đẹp. Con này là 350, nặng 1.3 kg nha. Không tay không chân nhưng mà rất đẹp. Cái dòng không tay không chân nha, tiếp theo cái này khá to, lục dài được nha. Con này cân nặng là 1.5 kg nha. Con này thì nó cắn nó xíu thôi nha, ít xìu thôi nha, ít xìu xìu rồi nha. Quan trọng dùng từ không ăn chuyện nè, thêm bao thêm cái dơ gì nó chùi ra, không dùng từ nha, không từ, không từ nha. Con này luộc gà dùng lửa, không dùng từ nha. Con này bao luộc gà nha, đường kính con này là khoảng 27 phân nha, cao nó khoảng 5-6 phân. Con này dùng từ được không, không dùng từ, luộc gà được nha, bao luộc gà luôn. Con này cân nặng của nó là 1.5 kg nha. Con này là 450 nha, bao bự nha, nhưng mà lại không bao dùng từ. Con này luộc gà được nha, 450, 1.5 kg nha, 1.5 kg.
tại vì nó lên tới cái rưỡi rồi. Con này bao mớp luôn á, cắn cắn xíu nè, mình cho nó rẻ cho nè, cắn xíu rồi nha, nhưng mà không bị lủng nha. Con này đường kính á, đường kính con này là 24 phân, cao 16 phân nha, 14 cao 16 phân, cân nặng là 1 kg. Con này là ba, con này nói chung là bị mớp mà cao nè, bự nữa, bán 250 luôn, rẻ luôn, lâu lâu bán một rẻ một bữa luôn. Hàng qua cũng mới rẻ luôn. Con này là bao được già nè nha. Ồ, đẹp trai phong độ, con nhà giàu mới ghê chứ, có thương hiệu luôn nha. Tiếp theo rồi, đừng từ nữa, hãy từ vô chơi từ luôn. Mà con này thì hơi bị đẹp nha, mà nồi thì cũng trung bình, không dày mà cũng không mỏng nha. Cân nặng là 1,8 kg nha. Con này là 500 nha, bự chà bá luôn, bao bự chà bá luôn, nhưng mà không dùng từ nha, chỉ dùng lửa thôi. Đường kính là khoảng gần 30 nha, 29 phân nha, cao là khoảng 15 phân nha. 500 ngàn nha, bự chà bá luôn, cân nặng là 1,8 kg cộng nắp luôn nha. Số 44 này hiệp ơi, mình nói vậy con gì mình ẩn vậy, trời trời mình ẩn quá vậy. Cái này nè khá là dày dặn nha, trời ơi không dùng từ chút theo, nó không dùng từ, nó cũng bự lắm nha. Con này khá nặng dày dặn nha, nói chung là dùng được đi nắp được nha, không hít được nha. Cái con này cân nặng nó cũng cái 8 luôn, 8,9 luôn nha, 500 ngàn luôn, bự mà không dùng từ nha. Con này dày hơn con nãy, mà nhỏ hơn con nãy thì thề. 28 nha, 28 cao 15 phân, con này rộng nắp luôn, là 1,8,9 rồi cũng 500 ngàn luôn nha, 45, khá bự nha, khá to. Em đi rồi thề. Tiếp theo con này cũng đồ nè, chết luôn, không dùng từ nữa gì. Rồi trôi từ luôn. Con này là 26cm nha, nó thấy là mình để cái tay để 26cm nè. Mình ra thử ra đúng không ta. 29 phân họng nha. Cao của nó là khoảng 14 phân nha, 26cm là chắc là 20cm cái lít á. Con này thì nó rẻ hơn nha, con này là 450 nha. 46 con này luộc già nha, không dùng từ nha. Con này rẻ hơn cả hai con nãy, nhẹ hơn. Nhưng mà cũng ok lắm, bự chà bá luôn. Mình lấy mà còn lâu nồi phải không? Mình còn lâu nồi phải không? À da, con này cũng bự lắm nè, con này 1,6-1,7 kg nha, 1,6 kg giác. Con này khá dày đẹp nha, con này dùng từ chắc ăn luôn đó, con này dùng từ nha. Con này là dùng từ nha. Cái chồng nồi này với cái chồng chảo là để anh về chở. Gì? Còn ngày hôm qua đâu? Đường kính của con này là khoảng 26 phân nha, cao của nó là khoảng 12 phân. Mình còn một chồng nồi nữa. Con này cũng đẹp trai, con nhà giàu luôn, 500 ngàn nha. Con này giá bự khá đẹp nha, mà được cái dùng từ khá to nha. Đường kính của nó thì cũng to, mà người cũng to, và thêm nó dày nữa, thêm hai đáy nha, 500 ngàn. Số 47 nha. Tiếp theo nhà hiệu luôn. Con này là nhà hiệu luôn, inox luôn, dùng từ hôm nay mừng quá cho luôn, trôi từ luôn, không từ nha. Con này không từ nha, nhẹ nhàng luôn. Đường kính con này là 23 phân, cao 16 phân nha. Con này nắp đó thì nặng, mà nồi thì nhẹ nha, không biết bệnh gì nữa. Con này là 300 ngàn nha, đặc điểm nắp dày nồi nhẹ nha, nồi mỏng. Để nó vô 1 kg rồi chứ sao vậy, để nắp dày luôn. Con này 250 kỳ quá, 300 lên đường. Má nguyên khối, má nặng lắm nè. Rồi cho từ luôn rồi nha. Nó là nguyên khối nha. Cái nồi không là 950 gram, cân nặng thêm cái nắp nữa lên 1 kg mấy nha, 1,3 kg. Con này cho 300 ngàn đúng không, 300 ngàn là lỗ, 350 nha. Ừ, nó nhỏ xíu mà nó có vỏ gì trời, nó lên 1,3 kg luôn rồi. Con này đường kính mình đo nha, một cái nồi không là 950 gram nha, gần 1 kg nha. Đường kính con này đường kính là 20 phân, cao nó khoảng 9 đến 10 phân nha. Con này là bao dày, bao dữ dằn luôn, nó dày nguyên khối luôn nha, nó dày mà nó không có nói đáy, nó liền đáy mà nó lên dày từ trong ra ngoài luôn nha. Con này 350 gì nó quá nè. Tiếp theo con này 1,1 kg nè, cây già, con này cũng có dùng từ luôn nè.
miệng rồi dính từ nha. Con này dùng từ nha, con này cũng khá to, căng 1,1 kg nha. Đường kính con này là 23 phân, cao khoảng 10 phân nha. Kìa kìa, ba mảnh lên nghe nè, rồi đi trời, nó bỏ củ cho lấy người, nó bỏ củ cho lấy người nghe nè. Thật con này là 1,1 kg 350 nha, con này nặng 1,1 kg 350 nha. Con này khá dày nha, cái nồi cũng dày mà dùng từ được nha. Đường kính là 23 phân, cao 10 phân nha. Con này dày dặn lắm, dặn 800 g cái nồi nha. Con này là số 50, 350 nha. Rồi đặt xuống mảnh rồi, cho xuống. Cái nồi tiếp theo nè, con này hình mảnh nè, rất là dễ. Cái này là dùng từ được nha, nhà hiệu à. Để đo căng cái nồi nha. Cái nồi không có cái nắp á là nó khoảng 1,700 g, cái nắp thì nó nặng, cái nồi nó gì á nên tới 1,1 kg nha. Này 51 nha, con này cũng 350 luôn. Đâu rồi? Ôi, ôi. 350 luôn nha. Mình nghĩ con này bị chết bên bên đi. Con này 350 khá to nha, con này cũng to đó, mình sẽ làm. Đường kính là 23 phân, cao 14 phân nha. Nói chung là ok nè. Nghe mỏng tí rồi. Nó sẽ là 51 350 nha, nồi khổng lồ cổ lồng mà cũng có thể là nó canh được gia đình 4 người ăn là bè bên đi thầy. Đây là một cái nồi cuối cùng. Nồi này là nồi bị mốt chồng chồng. Cái nồi đâu mà nó cắn gì trời, chắc chuyển gớt vô gì cắn vô gì. Mình bán dễ dẻ cho cái nồi này nha, nó bị mốt thôi chứ không có ảnh hưởng gì tới cái nồi nha. Nó bị mốt mà nó nhiều à. Con này là 250 nha. Nó bị mốt thôi chứ nó cũng đẹp lắm nha. Sao mà mốt cắn gì trời, con này bị mốt nè. Nhưng mà nó không bị lủng lỗ nha. Cho mình nhảy lên. Đường kính con này là 21 phân, cao là khoảng 18 phân nha. Con này khá cao, 250 nha. Bự là do đó mình bán rẻ là bị mớp đó nha. Mình bán đi luôn. Đây là cặp chảo nè. Rồi. Cái chảo này nó bị gì ra mà xước đi trời. Cái chảo dùng từ được mà quái xước luôn. Xước con bán. Chảo này sử dụng cũng còn được nè. Nói chung cũng ổn nha. Có chảy xước nhiều chút xíu nha. Nấu cơm bao ngon nè. Nồi này điện từ được nha, nấu cơm bao ngon luôn nha. Cái nồi này là chống dính châm thì cũng có dấu xước xước nè. Nhưng mà cũng còn chống dính nha, này nấu cơm kho cá rất là ngon nha, rất đẹp luôn. Con này là 300 luôn. Bây giờ nó xước xước cái con này có giá trị lắm á. Đường kính con này là 20 phân nha. Cao khoảng 10 phân. Hồi trước nấu cơm kho cá nha. Cơm này đồ chống dính vẫn còn, chống dính ra. Làm lên bộ chảo nha. Chảo này có xước cái đây xíu nè. Xước này nhưng mà mình bảo đảm là còn có thể chống dính được, có dùng từ được luôn nha. Nếu mà con chảo này nữa. Bây giờ càng lên coi. Mình kính 18 phân, cao khoảng 8 phân nha. Bây giờ xíu cặp vô. Cặp này là 300 ngàn nha. 300 ngàn nha. 300 ngàn cặp này nha. Cái 54 để xinh xinh cộng hết. Đây là con Pháp nè. Con Pháp này nó bị dính dơ hay là nó bị xước chứ. Đây là Pháp nha. Không có tay, không tay không chân. Nên nó bị gì hay cháu đá vậy bè. Này cháu đá gì đúng không? Này nói là cháu của Nhật mà cháu đá nè. Nhìn nóng đẹp nhưng mà mình bảo đảm rằng này có thể còn trống dính đó. Cháu đá gì. Con này hả? Con này là 250 nha, con cháu Pháp là 250. Số 55 250 nha. Đường kính của con này là khoảng 25 phân. Cao khoảng 4 phân rưỡi nha. Tiếp theo con chảo này, chảo nó dùng từ được nha. Con chảo này đường kính là khoảng 25 phân. Cao 7 phân nha. Con này cũng 250 luôn. Mình cứ lên cặp chảo này nha. Cái chảo này chảo đá nè.
về là bảo đảm còn dùng từ được, còn dùng được cái phần chống dính nha, nhưng mà nó sàn, nó sàn phù không phải là gió gì ấy mà là dòng chảo đá nha. Nếu một chảo dùng từ nè, con này căng luôn. Đường kính con này là khoảng tầm 23 phân, con ngọt lòng là 20 phân nha, con trong là 20 phân, con cao ngoài là 23 phân, 7 phân nha, cao 7 phân, 1,2 kg, 2 con này 1,2 kg, 400 nha, 350 luôn, tại vì mình thấy nó cũng không hoàn thiện lắm, 350 hai con nha. Tiếp theo con chảo Pháp nè, chảo Pháp này ta dặn ta, con chảo Pháp này cung kinh tay chân nha, cung kinh mà bao bao không bị gớt nha, con này là bao chiên cơm luôn, chiên cơm mà nó chạy ở trên đây không chạy lòng nha, lòng nó thì còn ok lắm nha, nhưng mà bên trên này hơi xấu này nha, con này mình sẽ bán giữ dễ cho thịt mẹ dễ dễ, con này là bự tà bá luôn nha, nó gần 1 kg luôn, dễ dễ, nó sẽ là 29 phân, lọt lòng nó khoảng 7 phân nha, con này 250 nha, khá to nha, nhưng mà bị lỗi xước xước đây nè, nhưng mà lòng trong là còn chiên cơm rất ngon nha, cục Pháp nha, tay chân cung kinh nha, à cung kinh nha, cung kinh cung kinh cung kinh. Tiếp theo con này cũng nói chung là bề ngoài đẹp trai phong độ lắm, biết cái dùng từ không nè, con này nước nại trời, con này không dùng từ nha, số 28 đẹp đấy rồi, con này rất nặng nha, nó cũng rơi vào 1 kg nha, nó rơi là 1 kg luôn cái nại chảo, nhưng mà nó tới là 28 phân, ta nó khoảng 6-7 phân nha, nó chỉ bị sức nhẹ thôi nha, con này bị sức nhẹ thôi nha, nhưng còn rất đẹp nha, con này là 350, 59-350, con này đẹp lắm nha, chỉ bị sức nhẹ thôi nha, nhưng bên trong rất đẹp. Tiếp theo con, tiếp theo này nè, con này thì nó bị sức giống như sa ta sợi tóc vậy đó, thì là mình giải quyết này. Rồi con này là nói chung ra thì nó bị những sợi tóc chứ nói chung nó cũng còn đẹp lắm, nước trong dính nó vẫn còn đẹp lắm nha. Giấy này còn phải ăn cái lắm nữa mà, 660 nha, con này thì nó sẽ mình sẽ bán ra cái giá xước xước của nó nha, đường kính con này nó sẽ là 26-27 phân, cao nó khoảng 200 phân nha. Cái giá tiền thì nó đi đo với cái sản phẩm, nhưng mà mình không phải là mình xấu quá mình nó bán, xấu là mình không vừa bán, xấu đến nỗi mà không, nói chung là xấu đến nỗi mà không nhìn được á mình không bán nha. Còn mấy cái này thì có thể sử dụng được nè, 200.000 nha, 200.000 cũng to lắm nha, đường kính con này cũng khá to, tầm 26-27 phân, cao đó cũng khoảng 5 phân nha. Đây là 200.000, nó bị xước xước thôi, đường chống dính nó vẫn còn đẹp lắm nè, 60-61 nha, 81 con tay chảo nè, chảo dùng từ được mà có thể gỡ ghề được nè, nhưng mà gỡ hết da rồi, nó nhúc nhích là do là nó gỡ ghề nó nhúc nhích nha. Đường con này khoảng 800 gram, số xăm mấy vậy, xăm mốt à, 19 tháng 7. Con này á là 250 nha, 250 nha, đường kính của con này á là khoảng 20-24 phân, cao 5 phân nha. Con này đẹp trai lắm trời nè, cái tay có hơi rung kinh là do cái con này thì do bị đốt nóng chứ qua sử dụng nè, nhưng mà bên trong lòng đẹp, quan trọng là còn sử dụng từ được nha, con này còn sử dụng từ được nha, nó chỉ do người ta đốt nóng hơi đỏ lên thôi, nó chỉ bị sức ít thôi nha. Con này cũng 250 luôn, 62 phải không, ngày 19 tháng 7, 250 luôn, con này cũng 250 nha, khá to nha, đo cái con này cũng 26 phân nha, cao nó khoảng 5 phân. Tiếp theo con Pháp đẹp trai nè, con này đẹp trai lắm, nó bị xước do mình để đồ trắng lên cái gì á, trừ cái vấn đề thôi, bên trong là còn rất đẹp nha, con này rất đẹp và không dùng từ nha, con Pháp này rất đẹp, con này trừ bị xước đi thôi nha, còn rất đẹp nha, con này là 300.000, cái mấy rồi, 63 hả, 300.000 nha, con này rất đẹp nha, Pháp nha, chỉ bị xước thôi mình nha, mình quay này cái nào cần thiết mình quay hết nha, chứ bị xước rồi tí xoay, còn lòng còn rất đẹp nha, còn mới tanh luôn, nhìn rất là mới luôn, đường kính 25 phân, cao 5 phân nha, con này 300. Tiếp theo con Pháp nè, con này bị xước cái đoạn này nha,
bị xước cái chỗ này thôi nha, còn xung quanh là ok hết nha. Con này pháp chiếc xe này, con này cũng còn đẹp lắm nè. Con này bị xước cái này là do là để đồ chung với nhau nè, nó xước thôi. Con này là 250 nha, 6 mấy 6 4 rồi, 250 nha. Thấy nó xước nhiều hơn con kia chút, nhưng mà nó cũng mới tăng lên đồ canh vậy đó. Đường kính nó 25 phân, cao 5 phân nha, mình quay gõ nha, nó bị xước cái này thôi nha. Con đường đó nó lại bị rơi xuống 250. Mấy con không tay không chân này nè, đẹp trai phong độ con ngày giàu nha. Quan trọng hình như là dùng từ được luôn nha, con này dùng từ được nha. Dùng từ nha, con này dùng từ nha, mình dùng từ nha. Con này là 300 nha, 6 mấy 6 5 à. Con này là 300 nha, không tay không chân mình rất đẹp trai nha. Nó có 700 một kem nha, qua sử dụng rồi không phải mới 100% nên nó cũng sẽ có những vết xước mà ít thôi nha. Là nhiều mình nói nhiều nó sẽ 6 phân rưỡi, cao khoảng 6 phân nha. Nặng không? Phải dây gì bà cầm nhẹ nhàng gì. Cái con này thì nó coi có lắm chấm đi ti bên trong nè. Mà dùng từ được nha, con này dùng từ được nha. Con này dùng từ được. Dùng từ nha, con này dùng từ nha. Con này là 200, 6 mấy rồi 66 hả? Con này 200 nha. Con này do qua sử dụng rồi nhưng mà con đẹp lắm nha. Đường kính là khoảng 25 phân, cao 6 phân nha, con này 200. 66 200 nha. Đây là tiếp theo, con này bự lắm mà, con này dùng từ được nha. Con này dùng từ nha. Dùng từ nha, con này dùng từ nha. Con này khá bự luôn. Con này là dòng men nha, chứ không phải dòng sơn chống dính, mà dòng men nha, đường kính là 27 26 phân, 26 27 phân, cao 8 phân nha. Con này khá to nè, con này chiên xào là khỏi giờ dân là không có tay nha. Con này thì 67. Con này là 300 luôn nha. Con này khá đẹp, nó có chút xước qua sử dụng thôi nhưng còn rất đẹp nha. Chưa ăn luôn. Con này khá to nè, con này khá to, không dùng từ nha, nó bị do sử dụng. Rồi ok, trồng chưa? Cái này là bên đây là bên chỗ nó để bên này là bên để đổ hai cái phần này ra nè, phần mình chiên xào mình đổ ra nha. Còn cái này nó có hơi mớp nè. Rồi gọi đi. Con này chắc gõ ngoài ba cho luôn quá. Cái con này thì có qua sử dụng rồi hơi xước nhưng vẫn còn đẹp bên trong lắm nha, nó có xước đây nè. Nhưng mà mình bảo đảm là sử dụng nó vẫn còn ok nha. Nó có độ xước hơi cao, con này hơi bị xấu. Con này khá là bị, nói chung là không xấu lắm nhưng mà cũng không phải là đẹp trai gì. 26. Chiên cơm bao sắc 200.000. 200.000 chiên cơm hải sản. Chiên cơm hải sản 38 đúng không? 200.000 nha. Nói chung là nó cũng không có hoàn thiện đẹp nhưng mà nó cũng phải là xấu bỏ đi nha, cũng có thể sử dụng được nha, gia đình được đọc lại. Đây là con này bỏ ngoài luôn đi, nhiều ngang nhưng mà bị ten hết trơn nè. Ten mà bán cái gì? Này là pháp nha, nó bị ten á, nó nhôm ten á. Con này bị xước sợi tóc nè, xước. Con này cũng pháp nha. Con này là 250, 69, do là nó hai chuyển 700 hiện tại đó. Nó sẽ là 69 đúng không hề bà bạn. Con này là 250 nha. Nói chung ra nó cũng bị xước thôi, nhẹ thôi chứ nó cũng xước nhiều nhưng mà tại mình bán nó có giá xước của nó đó. Đây chưa con này mình đo đó nha. Con này 69 250 nha. Đường kính là khoảng 26 phân, 26 27 phân. Cao 5 phân nha, 250 nha. Pháp nha. Con này dùng từ được nha, con này sử dụng từ được. Qua sử dụng rồi á, thì nó cũng có dấu tích sử dụng nhưng mà không nổi mà nói chung là bị nhiều đó. Ít thôi. Con này cũng 250 luôn, 70. Thì rớt luôn ta. Con này 70 nha, 250 nha. Tiếp theo, con này bị ten rồi mà nó bán nè. Tiếp theo đáng giọng nó ra đi. Chị lớn không? Cái bụng nó chết. Cái con này pháp này nó bị xước đây nè nha. Con này pháp nha.
con này cũng 250 luôn, mà bị xước đây hơi nhiều chút xíu nữa nha. Mình bán rẻ thì là do nó bị xước, cho mình do mà để trồng đồ với nhau á, chứ không phải qua sử dụng. Sử dụng thì nằm chấm giữa thôi, chấm giữa thì nết lắm, mà chủ yếu là bên đây bị xước nhiều nè, đồ rất là nhiều, cắt kịp trắng trắng nha, đường kính đó. Đi dán ai dán chưa? Dán rồi luôn. Đường kính 25 phân, cao 5 phân nha. Con này là 71 phải không mày? Con này 250 luôn, 250 do nó bị xước đó. Con này bự đẹp nè, con này là ít lỡ làm nè mày phải không? Con này dùng từ được nha, ít lỡ làm nha. Con này khá to luôn mà ít lỡ làm nữa nha. Con này trừ nó 28 phân, 6 phân. Con này là ít lỡ làm nhất là mình thấy nè, nó chỉ có những cái vết và sử dụng thôi, chứ không có bị chạy trước lung tung hết trơn. Con này là 72, con này là 300.000 nha. Cái con này có giá trị trên thị trường cao nhất là nó thì nặng. Con Pháp này nè, mấy con này là bị xước xước thôi nha, chứ lòng sử dụng nó rất đẹp. Đây nè, bên ngoài nó thì nó hơi xấu nha, bên ngoài nó nè nó chày quá chày luôn, nhưng mà trong là còn đẹp nè, bị xước theo thì thôi. Con này cũng 250 nha, bị xước nha, bị xước nha, bị xước nè, nhưng mà bên trong lòng còn rất đẹp, mà ở ngoài sao nó xấu gì ta, ở ngoài đâu mà nó chóc dai chóc chỉ chứ, mà không ảnh hưởng gì tới sử dụng hết trơn nha. Sử dụng là xong dùng từ nha, nói chung là nó chỉ bị xước chỗ này nhiều thôi, còn những chỗ này là rất là ít nha. Mấy cái chỗ này là nặng nhất là cây thôi, còn những rất là ít, nói chung là phát luôn nha. 250 số 70 mấy rồi đấy bà, 250 nha. Giá thấp nhất của nó là đó, không còn thấp hơn nữa, mình không khả năng bán thấp hơn nữa nha. Đây là cần tẩy nó cũng khá nặng, cái con này con Nhật nè, tay chân bị mất cái này bán gì. Tiếp theo con Chảo nè, con Chảo này cũng đẹp lắm nè, con này cũng 250, 74 hả, 19/7 nha. Con này 250 luôn, mình mới coi con này nha. Con này thì nó có lỗi làm gì trơn á. Con này còn đẹp trai nè, 24 phân, cao 6 phân nha. Con này có 74, 250 nha. Đây là một con Pháp, chở nó nặng má ơi. Con này chỉ bị xước nhẹ thôi nha, chứ không có bị nặng lắm nha, còn có thể coi được được chút. Của Pháp dùng từ được nha, con này Pháp nha, trời má nặng như trời. Con này khá nặng nha, con này khá nặng. Con này 350 nha, bị xước ít thôi nhưng không quá nặng này. 350 số 75 hả bà Hẹp Anh? 19/7 nha. Con này là 350, bự lắm nha, con này cũng khá to, nó khá bự luôn, khá này dày nữa, nó sẽ 27 phân, cao 5 phân nha. Con này nặng lắm, con này 91 nữa. Đây là Pháp nha, da trời dùng từ được luôn nha, má ơi, nặng, nặng chịu tay vậy. Tiếp theo con Pháp nữa nè. Con Pháp này thì nó đẹp lắm, bên trong nó còn đẹp lắm, thì xước ở trên mặt coi, dùng từ được nha. Con này cục cá ký lô á, con này 300, đường kính 25 phân, cao 5 phân nha, 76, 300 nha, con Pháp này 300, dùng từ được luôn nha. Con Pháp tiếp theo, con Pháp này đẹp trai quá trời luôn, mà bị luyện đúng trúng đồ vô gì nó xước nè, con này đẹp lắm luôn. Con này trừ đường kính con này là khoảng 27 phân, cao khoảng 5 phân nha. Con này đẹp trai lắm, con này đẹp lắm nha, nó bị xước nè. Đây là cái lỗ xước của nó thôi nha, chứ bên trong nó còn rất là mới luôn. Con này là 370 mấy rồi, 77 nha. Con này là 300, không còn hết hơi được nha. Con này 300 nó bị xước thôi nha, chứ bên trong nó còn đẹp trai lắm, còn đen lắm. Cái con này chị dạ nè, cái con này kiểu nó ngay chứ không phải nó chóc nè, kiểu hay chóc vậy bà Hẹp? Nó kiểu kiểu đâu kiểu kiểu hả? Trời ơi, kiểu kiểu nha. Con này là 70 mấy này, 78 này, rồi đợt cái lục thế giới luôn. Con này là 250 nha. Con 3000 nha, nó bị xước ít lắm, mình gờ cho mình thấy ướt xước, nhưng mà nó cái kiểu nó làm nha, phun phun nha, chứ không phải là bị hư nha. Con này là 250 nè, số 78, đường kính là 26 phân, cao 4 phân,
Rồi cái con này đẹp nha, cái con này giờ điện từ đẹp nè, con này hơi đẹp rồi bà hẹp. Từ đầu mùa đến cuối mùa anh đẹp trai phong độ băng giúp lậu này đẹp nè, nó mất cái giấy rồi. Gì? Tiếp theo con 7 mấy rồi, 79 nó về. 79 về. 79 nha. Cái con này hơi đẹp trai nhất trong làng lộn xộn, mình mới lôi ra luôn 400.000 nha. Con anh đẹp trai nhất làng nha. Rồi có đây đã đứng thứ nhất không dám mà đứng thứ hai cái ảnh luôn á. Vừa bự con mà vừa đẹp trai nè, nó sẽ là 6 phân. Cao 6 phân nha. Con này là 400.000 duy nhất rồi. Trong con có thứ hai đâu mình bảo đảm luôn. Cái con này cũng đẹp lắm, này dùng từ luôn nhưng bị đỏ nè, thấy chưa? Con này á, thì nó sẽ rẻ hơn. Con này sẽ là 250 nha. Con này nó bị đỏ thôi nha, chứ không bị chè chóc nha. Cái con này bị đốt dữ lắm hay sao á, nó sẽ là 25 phân, cao 9 phân. Số là 80 nha, rồi lên tới 80 luôn rồi, đặt cái lục thế giới luôn. 82 mới hết. Nó sẽ là 250 nha. Nó bị đỏ thôi nha. Đây. Bị đỏ thôi nha. Rồi cái tàu bị đỏ thôi nhưng mà nó cao ráo lịch sự lắm nha. Con này thôi dẹp con anh đẹp trai luôn đi. Đẹp trai ra những bệnh ảnh luôn chứ. Ừ, cuối cùng ôi lụm được phim anh đẹp trai cặp hai nữa. Nhưng mà con này thì còn có chút xíu đây nha, nhưng mà không có xấu đi nha. Con đẹp ghê ta ơi, con 81. 81 đơn. 81 đơn, ngày 19 tháng 7 mình cũng gắng cố gắng nhanh. Con này là 350 nha, đường kính mình sẽ đo nha. Con cuối cùng của video của ngày 19 tháng 7 2020 giờ lúc 14 giờ chiều mình lên video nha. 26 phân, cao 6 phân nha. Con này 81, 350 nha. Bye bye. Rồi hẹn gặp lại lúc 14 giờ chiều và 9 giờ sáng trên kênh Tân Nguyên Trang Nguyễn TV. Bye bye, hẹn gặp lại.